chơi nguyên con gà nó muốn ớt luôn cả nhà. Về dưới đi, xin bán con gà nướng thùng cho em ăn. Gì? Biết. Nó nướng gan biết gì không vậy? Nướng chết quá. Cho. Con gà nướng luôn. Ăn gà nướng quá, mình nhớ bên nào quá. Rồi. Khô con gà nướng quá, gây chỉ thèm như nuốt không biết ật ật ật. Chấm thẳng thẳng luôn. Rồi chưa? Này giờ sáng đi ăn nha cả nhà. Rồi đi ngủ ăn này, hai chồng không làm đâu ăn, mua gà nữa thì ăn luôn cả nhà. Không có làm đâu ăn cơm. Miếng nó nuốt mà ờ ờ mua gà về cái chỉ khui hộp rồi chỉ nuốt nó ờ ờ không được. Bây giờ ăn gà nó quá nhớ bây nè, ngon không? Ngon này, nó không cho gầm hả? Thử miếng này ngon không? Ngon không? Thôi, đem nồi này cho mẹ ớt nướng tập cho nha.